Nga nhận thêm tàu mang Kalib trong thời điểm nóng. Kho tên lửa Kalib của Hải quân Nga tại Biển Đen vừa được tăng thêm khi lực lượng này tiếp nhận thêm chiến hạng lớp Bujan M. Thông báo của hạm đội Biển Đen Nga cho biết lễ thượng cờ chiến hạm mang tên Greivoron đã được tổ chức long trọng hôm 30 tháng 1 tại Sevastopol. Buổi lễ có sự tham dự của Tổng tham mưu trưởng Hải quân Nga, Phó Tổng tư lệnh thứ nhất Hải quân Nga, Đô đốc Alexander Vico cùng nhiều quan chức, sĩ quan khác. Việc Nga tăng cường số lượng tàu chiến mang theo tên lửa hành trình tầm xa tại Biển Đen khiến tỏ ra Mỹ quan ngại, Ukraine lo lắng ra mặt khi Tư lệnh Hải quân Ukraine, đối đốc Igor Voronchenko phàn nàn rằng Nga đang tăng khả năng chiến đấu của hạm đội Biển Đen bằng tên lửa Kalibr, khiến những quốc gia trong khu vực gặp nguy hiểm. Tư lệnh Ukraine cho rằng kể từ khi sắp nhập bán đảo Crimea vào lãnh thổ liên bang, Nga đã tăng cường mạnh tiềm lực của hạm đội Biển Đen. Thực tế là trong hơn 6 năm nay, Nga đã tái vũ trang toàn bộ đội tàu chiến của hạm đội Biển Đen. Thay vì 29 tàu thì bây giờ đã có hơn 40 tàu, trong đó gần 20 tàu mang vũ khí tên lửa. Tổng hỏa lực tên lửa hành trình, đáng kể nhất là Khalip của Nga tăng lên rất đáng sợ, bao gồm các tổ hợp Patton và Bond. Ông Voroshenko nói, Nga đã triển khai 7 tàu ngầm trong khu vực, trong đó có 6 tàu hiện đại và hoạt động rất hiệu quả. Đồng thời tại Crimea, sau khi sắp nhập vào Nga, xuất hiện các hệ thống chống hạm Ban và Patton. Nga đã tạo ra một hệ thống phòng thủ hàng đầu khu vực với những hệ thống phòng không F-400 liên tiếp được tăng cường. Cùng với đó, sức mạnh của biên đội tàu chiến và không quân cũng không ngừng được tăng lên. Việc Nga tăng cường sức mạnh quân sự toàn diện tại Crimea đã khiến Ukraine gặp nguy hiểm. Ukraine cần khôi phục sức mạnh hải quân, tăng cường hợp tác với các nước NATO mới hy vọng có thể kiềm chế Nga. Ông Vrochenko nói, Đến thời điểm hiện tại, chỉ tính riêng các tàu ngầm Kilo, tàu hộ vệ tên lửa hạng nhẹ lớp Bujan M và tàu hộ vệ tên lửa hạng nặng lớp Đô Đốc Grigorovic, thì hạm đội Biển Đen đã sở hữu 19 tàu có khả năng tấn công tên lửa hành trình Khalid. Ngoài các tàu này, còn có khá nhiều các lớp khác được trang bị hệ thống tên lửa hành trình Khalid NK cũng sẽ được biên chế về cho hạm đội Biển Đen. Ví dụ như một tàu hộ vệ hạng nặng Project 22350, lớp đô đốc Kroskop, 4-6 tàu hộ vệ hạng nhẹ Project 22800, lớp Caracas. Trong thời gian tới, hạm đội Biển Đen sẽ nhận thêm hàng chục chiếc thuộc các dự án tàu hộ vệ đóng kiểu Module Project 22160 hay Project 20385, lớp Kremjeski biến hàm đội này trở thành một kho tên lửa Khalif khổng lồ sức mạnh của kho tên lửa này đang khiến không chỉ Ukraine lo lắng sức mạnh của hàm đội Biển Đen và tên lửa Khalif cũng đang khiến Mỹ lo lắng khi một quan chức quân sự của Mỹ giấu tên nói với The Fan News rằng loại tên lửa này cho phép Nga khống chế gần như toàn bộ châu Âu từ các loại tàu chiến trên Biển Đen họ có thể đe dọa đến toàn bộ châu lục này giống như việc họ từng triển khai tên lửa đạn đạo tầm trung ss 20 ở gần châu Âu trước đây được biết tên lửa hành trình Kalip NK ra mắt đầu tiên năm 2012, nó có thể bay ở độ cao 50 đến 150 m so với mặt đất và đánh trúng mục tiêu ở cự ly 250 km. Độ lệch tối đa từ các mục tiêu được chỉ định là 3 m. Kalip NK có thể dễ dàng vượt qua hệ thống phòng không của đối phương với một hành trình bay phức tạp, nhiều lần chuyển hướng ở độ cao rất thấp. Hành trình bay của Kalip NK có thể được điều chỉnh theo dữ liệu của hệ thống định vị vệ tinh. Ở giai đoạn cuối cùng, đầu tự dẫn radar chủ động sẽ kích hoạt tự động tìm kiếm và lao vào tấn công mục tiêu bằng đầu đạn nặng tới 450 kg. Ngày 7 tháng 10 năm 2015, một tàu khu trục của Nga và ba tàu khu trục khác của Hải quân Nga đã phóng 26 tên lửa hành trình lớp Kalib từ biển Caspia và 11 mục tiêu IS ở Syria. Tên lửa này đã bay 1.500 km qua khâu phận Iran và Iraq và đánh vào các vị trí của các phần tử khủng bố ở tỉnh Raqqa, Aleppo và Idlib tất cả các mục tiêu đều bị tiêu diệt với độ chính xác gần như tuyệt đối. Nếu như, như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ.